Ủa khắp pin à? Sao nghe yếu sinh lý thế nhở? Xin các bạn nha, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở cho anh em một cái chiếc xe điều khiển từ xa. Cái con này thì ra đời cách đây cũng khoảng nửa năm rồi. Giờ mình mới chơi được anh em ạ. Hey, đây, nó đây. Hôm nay thì có sự góp mặt của Mạnh Hổ Văn Nam nha. Cái con này thì mình mua trên Shopee anh em ơi. Đây là một con xe điều khiển từ xa. Cái con này thì mình thấy cũng khá độc lạ, cho nên hôm nay thì mình sẽ lấy về và review thử cho anh em con này nó có đáng chơi hay là không nha. Rồi, đây là xe của chúng ta đây. Thì phụ kiện chúng ta sẽ có gồm một xe, một tay điều khiển này, một cái dây sạc pin. Con này sử dụng pin sạc nha. Ta-da. Xe này với tỷ lệ 1:16 và con này sử dụng sóng 2.4G. Các bạn có thể sử dụng chơi rất nhiều xe với nhau cũng được, không sợ bị trùng sóng nha. Đây là tay điều khiển của nó. Phụ kiện chúng ta sẽ có thêm là một cây tu vít này, một cái miếng sách hướng dẫn sử dụng. Rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Một con xe ra đời cũng chưa phải là lâu nên mà nửa năm thôi. Con này thì ngoại hình khá là dị nha. Và một cái điều khá là hay của con xe này đó là cái phần vỏ của nó được làm bằng kim loại nha, chứ không phải bằng nhựa. Cái phần lái chỗ này thì nó làm khá là khác biệt nha. Mình không thấy cái ghế lái cũng như là vô lăng lái chỗ này, nó làm liền luôn. Ở phía sau này thì nó làm cái phần động cơ này. Đây là phần dưới bụng của nó. Con xe này thì mình thấy cũng không có gì đặc biệt đâu, ngoại trừ là nó có cái vỏ ngoài là bằng kim loại nè. Một ngoại hình nó khá là khác biệt so với những chiếc xe còn lại trên thị trường, cũng như là chất lượng hoàn thiện con này cũng khá là tốt so với mấy cái xe 1-200. Phần đánh lái thì cái này hơi lạ một cái là mình không có nghe cái tiếng của bánh răng ở phía trong anh em ạ. Lát sau thì mình sẽ mở cho anh em xem bên trong luôn như thế nào luôn nha. Con này nó có thêm một cái cũng khá là hay ở phần trước là nó có giảm sóc nha. Ai cũng có là giảm sóc các kiểu đàng hoàng luôn nha. Nhưng mà không biết do lỗi hay là như thế nào, hoặc là cũng có thể là chủ định của người thiết kế là giảm sóc một bên nhẹ một bên nặng này, bên này nhẹ này, bên này nặng này. Rồi bằng hộp số phía sau. Con này thì mình nghĩ nó sử dụng động cơ 3V thôi. Nếu các bạn muốn độ thì chúng ta bỏ cái động cơ 130 vào là được. Giờ mình sẽ mở anh em xem bên trong nha. Con này sử dụng pin sạc nha. Điểm cộng của con xe này là các bạn mua pin sạc về thì chơi nó sẽ tiết kiệm hơn là khi các bạn mua những con xe mà lắp pin bình thường á, cho tốn pin lắm. Pin của nó là 370V và 600mAh. Một dung lượng không quá cao mà cũng không quá thấp, vừa đủ để chơi. Rồi, con xe này nó chỉ có như vậy thôi. Đây ngoại hình nó này. Con này thì nó sẽ có khá là nhiều phiên bản mẫu cũng như là màu cho anh em lựa chọn nha. Giờ mình sẽ lắp pin cho anh em nghe tiếng động cơ như thế nào nha. Một nhược điểm của con này mà mình nhận thấy liền luôn á là nó không có đèn. Cho nên là khi các bạn bật công tắc on off á, các bạn sẽ không thể nhận biết được là con này đã hoạt động hay chưa. Nếu mà cho thêm một cái đèn ở đâu đó thì sẽ tốt hơn nhiều á. Ok, nó sơ qua về cái phần tay điều khiển của con này. Thì nó cũng giống với những sản phẩm giá rẻ khác thôi, không có lái bằng servo cho nên tất cả đều là nút nhấn hết. Nhưng mà cái phần này thì mình không ưng một tí nào em ạ. Nó hơi góc cạnh với lại nó hơi lỏng lẻo một tí. Mình có cảm giác là nhựa nó làm hơi mỏng. Rồi. Cái phần này nếu mà nó thiết kế lại theo cái kiểu mà không có nút nhấn thì nó sẽ hay hơn và cho cảm giác người chơi nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ xem pin nó sử dụng pin gì nha. Đây, sử dụng hai cục pin tiểu. Ok. Đây, cho các bạn xem cận cảnh về phần lái của con này nha. Bẻ quá. Về phần lái thì mình không đánh giá con này cao rồi anh em ơi. Cái phần lái mà khi mà mình bẻ ngược lại này, mình bẻ ngược lại này, nó khá là nhẹ, nó không có cứng. Nếu mà nó cứng hơn một xíu thì sẽ tốt hơn, thì nó sẽ cho các bạn cái khả năng cua tốt hơn nhiều. Bánh thì không có bị sai gì hết nha, chỉ là động cơ bình thường thôi. Cho anh em nghe tiếng động cơ nha. Ủa khắp pin à? Sao nghe yếu sinh lý thế nhở?
Ôi anh em ạ, à, hình như hết pin hay sao ấy. Đùa. Giờ thì mình sẽ sạc con này xem như thế nào nha. Trong bộ thì anh em sẽ có thêm một cái cục USB để sạc nha. Con này là 5V 200mAh. Các bạn cứ cắm vô cái cục sạc điện thoại của mình là xong. Rồi, đem đi sạc thôi. Trong lúc sạc chờ pin đầy á, thì mình sẽ bung cho anh em xem con này bên trong như thế nào luôn nha. À, và trước khi bung con này thì mình sẽ so sánh một tí với cái con xe mà mình đã độ nha. Đây, con này là mình độ lần trước này. Sử dụng động cơ 130, cơ cấu lái bằng servo mới, cho nên là chạy rất là mượt luôn. Con cụ bắp như thế này thì chủ yếu anh em mua về để độ vậy thôi. Nói sơ qua phần thiết kế lần nữa nha anh em ơi. Cái phần đích này mình không thích một chút nào hết trơn á. Mấy cái ông thiết kế kiểu như là thiết kế tới đây là bí rồi, hết biết đường nào cho nó đẹp hơn, cho nên là gắn thêm cái chắn bùn, chắn gió vào chỗ này này. Nhìn nó phèn thấy mồ luôn. Mua thật bất ngờ luôn em ạ. Đây là cái phần phần vỏ này. Cái phần vỏ nó chiếm đâu gần 50% cái thể tích của con xe luôn rồi. Oh, ngạc nhiên thật đấy. Còn đây là cái rủ của con xe này, mỏng dính luôn á. Bây giờ mình sẽ căng cho anh em xem thử nha. Mình rờ vào là cái vỏ này nặng hơn rất là nhiều luôn á. 143 gram. ạ. Rồi chúng ta sẽ có một mạch điều khiển cực kỳ nhỏ luôn. Sử dụng động cơ 3V. Cái hộp số này cùi lắm anh em ạ. Hộp số này là hộp số mặc định này. Trong mấy chiếc xe mà vài trăm ngàn anh em sẽ mở ra sẽ gặp cái hộp số này. Lại do nó yếu và nhẹ quá cho nên là mình không nghe được anh em ạ. À thì ra là một bên nặng một bên nhẹ. Đây là lý do đây các bạn. Bên này là một cái lò xo và bên này là hai cái lò xo này. Cái này là không phải mục đích gì đâu. Cái này ẩu á. Ai. Trời ơi. Đúng đồ chơi giá rẻ luôn anh em ơi. Con này mà đi đua với con xe độ của mình thì thua là cái chắc rồi. Xe độ của mình chạy nhanh lắm. Cái con này thì chắc mình sẽ không đi test cho anh em xem chạy như nào đâu nha. Hay là test nhẹ nhẹ cho anh em xem như nào rồi xong mình đi độ ta. Mình định là con xe này chạy chắc chạy cũng nhanh lắm á. Chứ mình mở ra mình thấy hộp số này thì nó sẽ chạy không khác gì mấy chiếc xe mà anh em thấy nó được 150-200 thôi. Mình mua lại gì cái hộp số này nữa. Cái mạch của nó này cực kỳ gọn nhỏ gọn luôn. Thôi, xe này bên trong có gì thôi. Cái mà nó có thể hấp dẫn người nhìn đó chính là cái này. Giờ mình sẽ gắp con này lại và cũng chắc test thử nhẹ nhẹ cho anh em xem thôi. Chứ con này thì các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều đâu. Mình thấy nó cùi rồi đó. Thiệt chứ. Hơ bị cùi luôn đấy.
can